chúng con được đồng công với Chúa để tương giao với Ngài mỗi ngày, để chúng con biết kính Chúa yêu người, để chúng con học với nhau tỉnh thức cho đúng giờ, đúng giờ, đúng giấc. Mỗi buổi sáng chúng con tỉnh nguyện để cho chúng con được học châm ngôn. Sáng hôm nay học châm ngôn là đoạn 29. Xin Chúa cũng chúc là cho anh chị em chúng con ngồi cho ngay ngắn với đúng giờ để mà nghiêm chỉnh, để có tấm lòng trung tín, để mà có sự nghiêm trang, để chúng con để cho Chúa vui vẻ, để cho Chúa nhìn thấy chúng con, để mà ban phước cho chúng con từng người một, để cho chúng con học với nhau để hiểu, để áp dụng lời của Chúa, để cho đời, cuộc đời của con đứng vững, để với cuộc đời chúng con, để mà nằm lòng chúng con. Lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa là lời hơi thở chúng con mỗi ngày, để chúng con có tinh thần để mà ra đi, để mà biết cách đối xử với lời của Chúa, để mà nhắc nhở những người chưa biết, những người ngã lòng, để chúng con khích lệ với nhau qua năm mới này, để mà bổ sức lại cho anh chị em chúng con ra đi, dùng bàn chân chúng con đi đâu, dùng sức dầu môi miệng chúng con để chúng con lời của Chúa ra, để mà khích lệ chị em tập trung trở lại qua năm mới, để mà có trung tín lời của Chúa, để mà tập trung với nhau ra hội thánh, để mà gặp gỡ với nhau tay tay bắt mặt mừng, để chúng con có tinh thần tương giao với các mục sư và lãnh đạo của chúng con là hội thánh thiên ái, từ chủ nhật này đã tập trung với nhau. Xin Chúa cũng là ban cho chúng con tài chính đi rặng ra rặng rời rộng, đi rặng mà xây chở dân hiến mà rời rộng cho nhà Chúa, để mà cho một phần mười để cho Chúa lời chúng con, để cho Chúa ban phước lại cho chúng con, và Chúa cũng sức lại cho anh chị em chúng con công ăn việc làm nào có thể thịnh vượng, để chúng con có tài chính để mà về nhà Chúa tiếp tục là dâng lên nhà cho Ngài, để mà cho hội thánh sử dụng cho đúng việc làm của Chúa. Con biết ơn Ngài, xin Chúa cũng bổ sức lại anh em chị em con từ giờ đầu cho tới giờ cuối, bệnh tật gì là mà lo ra, những gì mà không đúng lời của Chúa, xin Chúa cũng cắt bỏ loại trừ ra hết đời sống chúng con. Và mỗi buổi sáng chúng con ngồi lại tĩnh nguyện để xin Chúa Ngài cũng là ban sức chúng con mỗi ngày. Con biết ơn Ngài và xin Chúa cũng là thương xót động lòng chúng con, để chúng con được yêu mến Chúa nhiều hơn nữa, và chúng con đến với Chúa thành chúng con, như chúng con không có chuyện gì để mà nghi ngờ, những lúc chúng con vô tính mà Chúa cũng là chờ đợi chúng con, để chúng con mà mở miệng ra để mà cầu nguyện Chúa mỗi ngày, cầu thay cho đất nước Việt Nam chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con mỗi ngày, giờ đây chúng con trình lên những nhu cầu trong 40 ngày tiếp tục nữa. Xin Chúa cũng bổ sức, cảm Chúa giờ này chúng con cho chúng con học trong châm ngôn đoạn 29 này, cho chúng con học câu nào để mà hiểu với nhau, để mà đồng công với nhau, để mà nhắc nhở với nhau, để trao đổi với nhau, để chúng con hiểu biết, có một tấm lòng chung với nhau, không có ai chỉ trích ai, không có ai buồn phiền ai, những câu nói gì có lỡ nói với nhau, xin Chúa Ngài cũng thánh hóa hết cho chúng con được thay đổi mới. Con biết ơn Ngài, xin Ngài cũng ra tay ra cứu chữa bệnh lành chúng con tất cả hết trong cơ thể cho chị em chúng con, ai có bệnh tật nào trong cơ thể xin Ngài cũng là chữa lành hết. Con biết ơn Ngài vô cùng, và đây con cũng trình lên những lời nói với con, xin Chúa nhậm lời. Nhân danh Chúa Jesus Christ, Amen. Cảm Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa. Dạ, nghe tiếng Ngài giống mình phúc quá. Dạ, đúng rồi. Dạ, cảm tạ Chúa. Con mời cô bé rõ mình hát lại khen Chúa một bài hát buổi sáng này nha cô. Vậy rồi. Rồi chị em hẹp lòng mình tỏ thờ phượng Chúa một ngày tươi mới. Dạ. Một bài. Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới, cha ban cho con.
cùng vui ta đến tôn thờ ngài, ta đến tôn thờ ngài. Hãy đem lời chúa dâng lên nhân gian, hãy đến với chúa nhân gian. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa và ngày mới xin Chúa ban sức mới cho cô chú anh chị em. Hallelujah. Dạ, tiếp tục chương trình buổi sáng hôm nay mình học trong châm ngôn đoạn 29 thì từ câu 1 đến câu 27 thì con mời cô mến đọc trước từ câu 1 đến câu 4. Đoạn 29 mẹ thường xuyên tụi đi có sáng lại tiếng tỏ quả suy sụp tình lình song phương cứu chữa khi người công chánh gia tăng thì dân chúng vui mừng, khi kẻ ác cai trị dân chúng lại ghen xiết. Người yêu mến sự khôn ngoan làm cho cha vui thỏa, còn kẻ kết bạn với phường kỹ nữ phá tan của cải. Nhưng nhờ lý chưa làm cho đất nước vững bền. Ai hiểu không? Con nữa. Dạ con nữa con. Ai đại hỏi lộ làm cho đất nước chi dân tác đó nào? Amen. Dạ con mời cô Năm Phó tiếp tục đọc câu 5 đến câu 8. Con cảm ơn Chúa. Trong ngôn này đoạn 29 và câu 5 đến câu 8. Con cảm ơn Chúa. Kẻ nào lệnh người lân cận và gian lời với chân người, trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy, nhưng người công chính ca hát mừng rỡ. Người công chính biết quyền lợi của người nghèo khổ, còn kẻ ác không hiểu điều chi ấy. Kẻ dạo bán trăm nữa cho thành bị tiêu quỷ, nhưng người khôn ngoan làm người cơn giận. Amen. Chúa xin cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước cho cô. Dạ con mời cô Kiều Oanh ạ. Amen. Xin đọc 29 từ câu 9 đến câu 12. Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, giàu người giận hay cười cũng chẳng an hòa được. Kẻ làm đổ huyết ghét người trộm dẹp, nhưng người ngay thẳng bảo toàn mạng sống người. Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nuôi nấp nó và cần giữ nó lại. Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối thì các tôi tớ người trở nên gian ác. Xin hết. Xin đọc câu kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau. Đức Sê-ô-va làm sáng mắt cho cả hai. Vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, ngôi người sẽ được vững bền đời đời. Roi giọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan,
còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình, người khi mẹ ác thêm thì tội lỗi cũng thêm, nhưng người công bình sẽ thấy sự xa ngã chúng nó. Xin hết. Châm ngôn tập 2 câu 17 câu 20. Sửa thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người và làm cho linh hồn người được khoái lạc, đâu thiếu sự thị dân sự phóng tứ. Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm phước thay, chẳng phải một lời nói mà sửa trị kịp làm tôi, vì dầu nghĩ biết nó cũng không dân thôi. Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Amen. Tức 21. Tôi xin đọc câu 21. Người nào nung chiều thầy tớ mình từ thở nhỏ, cuối cùng nó trở thành đứa cứng đầu. Người hay giận gây ra điều tranh cãi, kẻ nóng tính phạm rất nhiều tội lỗi. Sự kiêu ngạo của một người sẽ hạ người ấy xuống, nhưng ai có tinh thần khiêm nhường sẽ được tôn trọng. Kẻ nào chia phần với tên trộm là giết linh hồn mình. Nó nghe lời phiên nghe lời quyền rủa mà không tiết lộ điều gì. Xin hát. Buổi sáng hôm nay xin đọc sự sợ loài người dài bảy, nhưng ai bảy đức sinh và được vua. Sau xử lý đó của người nào do nơi Đức Sê-va và đến kẻ giết để lập và người ăn ở ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho kẻ gian ác. Amen. Con xin. Dạ, vậy mình trong thời gian mình đang suy gẫm, con mời cô chú anh chị em mình suy gẫm trong châm ngôn đoạn 29 này. Con mời cô chú cho người mà tắt mic giùm hết giùm con ạ. À, khi nào mình cùng học đó, mình mở mic ra mình nói đặng khỏi tránh tiếng ồn ạ. Dạ, con mời cô nhanh như mấy cô chú khác, cái nơi nào mà có hơi hay ồn á xin tắt giùm con ạ. Dạ, con mời chú Thiện. Tôi xin biết được học trước trong hai câu châm ngôn. Trong hai đời một câu châm ngôn là câu 22 và câu 23. Câu 2 nói người hay gây ra điều tranh cãi, người hay giận thì gây ra điều tranh cãi. Người mà hay giận thì thường thường là nóng tính rồi giận hờn rồi bực tức này kia nọ thì gây những cái điều mà tội lỗi cho chính bản thân mình và cho những người khác nữa. Vì những người giận cũng kiềm chế được bản thân. Cái người mà nóng tính thì cũng không kiềm chế được bản thân, mà một khi không kiềm chế được bản thân thì họ xuất phát từ những cái bản tính xác thịt của mình, họ nói theo cái sự tức giận của mình và họ sẽ
làm theo những cái sự tức giận của mình. Thì khi mà nói và làm theo cái điều bực tức của mình, tức giận của mình, thì gây những cái điều tranh cãi, tức là những cái điều mà nó không có đẹp lòng những cái người xung quanh, những người xung quanh mà có cái sự thêm. Cho nên là cái người mà hay giận á, thì thường thường là hay bị phạm lỗi, bởi vì Chúa là Chúa dạy con cái Chúa là phải nhẫn nhịn, nhẫn nhục, tất cả mọi sự đều nhẫn hết. Thì một khi mà cô bác thấy tất cả những cái lúc mà nóng giận, giận dữ mà kia mà nhịn được, thì mọi sự nó qua đi, thì nó sẽ êm xuôi cho tất cả những người xung quanh và tất cả chính bản thân mình cũng vậy. khi mình giận hờn bực tức giận dữ thì sẽ nói ra những cái điều nó không được là tốt, những cái điều mà không được là Chúa chấp nhận, và nhất là những cái người xung quanh nói ra cho nó thỏa lòng mình, nói ra cho nó đã cái lòng mình rồi, thì nó sẽ mà cảm với những người xung quanh, nó sẽ gây cái mất lòng, mất tình cho những cái người lân cận mình. Cho nên là Chúa nói là những cái người hay giận thì hay gây ra những cái điều tranh cãi như vậy, mà khi mà gây ra những điều tranh cãi thì nó thiếu đi cái tình yêu thương, và những cái người xung quanh mình nó không còn được là vui lòng và bằng lòng với cái ý của mình. Kẻ căm gan phạm tội nhiều, tức là cái kẻ mà căm tức, bực tức, ví dụ như giận người đó, tức người đó rồi, thì là coi như phải muốn làm những cái điều gì để cho thỏa lòng mình, muốn làm những cái điều gì để cho nghĩ với mình, mà một khi mà họ đã trong bụng họ đã đầy dẫy những cái đó mà họ đã làm ra, thì tất nhiên là có nhiều những cái điều mà nó gây hại và có thể gây lên những tổn thương về tình cảm, và có thể gây lên những cái cảnh như thế là có thể là chết người nữa chứ không phải bình thường. Cho nên là những cái kẻ căm ghen hay bị phạm tội, bởi vì họ giận dữ, họ bực tức, họ căm ghét, thì họ muốn nó thỏa lòng họ, làm cho vui lý họ, và cái lòng của họ là cái bản tính xác thịt, cái bản tính mà giận dữ, cái bản tính gian ác, thì họ làm cho nó thỏa giận, thì nó sẽ gây ra nhiều những cái phạm tội, gây ra nhiều tội lỗi mà làm theo ý muốn của họ. Còn câu hôm ba là sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ mình xuống. Bác biết là những cái người mà hay kiêu ngạo thì tự cho mình là cao hơn người ta, giỏi hơn người ta, hay hơn người ta, hoặc là hiểu biết hơn người ta, mà cho mình trên hết, và coi mọi người xung quanh không có gì, và cho mọi người xung quanh là không bằng mình. Chất kiêu ngạo này thì nó thường có ở trong mỗi con người, mà nhất là những người xác thịt đó, mà họ khi mà họ lên cao thì họ cho họ là tài giỏi, hay là giàu có, hay là cao trọng hơn người ta. Chúa không chấp nhận cái sự kiêu ngạo của con người, ngay cả con cái Chúa cũng vậy. Nếu là con cái Chúa mà cái sự kiêu ngạo mà nâng mình lên cao thì Chúa sẽ hạ xuống, chứ Chúa không có cho mấy cái người này mà lên cao để mà coi thường người khác, và để mà coi người khác không như gì. Nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh. Trong lời của Chúa, Chúa cũng có dạy dỗ là những cái người mà khiêm nhường, những cái người có cái bản tính là tính và có cái bản tính là coi như là hòa thuận với nhau, vui vẻ mà những cái ý hay ý tốt để
xây dựng lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những người xung quanh mình, những người bên cạnh mình, thì những cái này sẽ làm đẹp lòng Chúa. Và Chúa rất là thích những cái người này, bởi sự công bình và ngay thẳng của họ thì kéo theo tất cả những người khác cũng thấy đó là những cái điều tốt mà họ cũng sẽ làm theo. Và theo tất cả những điều này thì làm đẹp Chúa, làm vui Chúa, và Chúa sẽ ban phước cho tất cả những cái người nào mà có sự có lòng khiêm nhường và có sự tôn vinh. Khi người khác mình, khi mình thích lệ và xây dựng những người khác thì người khác người ta sẽ tôn trọng mình, người ta sẽ coi trọng mình, làm theo tất cả những cái điều mà người ta thấy nhất là làm đẹp lòng Chúa. Chúa sẽ tôn vinh những người đó, Chúa sẽ ban phước cho những người đó vì người đó làm theo ý muốn của Chúa và ý muốn của tất cả những người con cái Chúa. Thì trong hai cái câu này, câu 22 và câu 23 này á, thì tôi học ở chỗ là thứ nhất là không nên giận dữ, không nên căm ghét ai, và cái điều mà theo ý muốn của mình, làm theo ý muốn của Đức Thánh Linh mà Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta. Cái điều thứ hai là cái Chúa thì đừng có nên kiêu ngạo, đừng có nên là cho mình là cao trọng, đừng cho mình là giỏi giang, là hiểu biết hơn người ta. Vì tất cả những người mà cho mình là cao trọng, cho mình là khôn ngoan, cho mình là hiểu biết, Chúa sẽ làm mấy người đó xuống, cho lên. Vì cho lên thì sẽ làm ảnh hưởng tới những người con cái Chúa ở xung quanh. Thì trong chương ngôn này ta học được hai câu, được hai cái ví dụ. Xin hết. Dạ, cảm tạ Chúa. Dạ, Chúa cũng có nhắc thêm cho chúng ta ở trong châm ngôn đoạn 27, sự căm gan vốn hung dữ và cơn giận như nước tràn ra, nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét. Thì trong châm ngôn đoạn 29 mình đang học có câu 11, kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, như người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại. Dạ, cảm ơn Chúa vì chúng ta có sự trông cậy của Chúa dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta biết nhường nhịn nhau và cũng gìn giữ miệng lưỡi chúng ta không có nói những lời mà đến căm gan hung dữ và những lời thô bạo. Xin cậy Đức Thánh Linh ban cho chúng ta có sự khôn ngoan và lưỡi nói hiền lành. Dạ, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho Chúa Thiện. Dạ, con xin mời cô chú anh chị em mình tiếp tục cùng học. Con mời Chúa. Dạ, con xin học tiếp theo đoạn 29 của châm ngôn này. Tôi học câu 14, 15. Vua nào phân xử công chính cho người nghèo thì ngôi vua sẽ được vững bền mãi mãi. Thì trong này thì tôi học câu này thì nếu vua nào xét xử công chính, biết sai, biết chặt, biết mà những lẽ thật của đôi bên, không có bưng đỡ theo những cái người giàu có và kẻ mạnh, mà lại tiếp đáp người yếu và những kẻ nghèo nàn, thì bởi vậy con người thì do nên Chúa tạo ra, Chúa cũng sắp đặt cho người nào được cái ăn tứ nào mà để làm những cái lẽ thật và những cái điều đúng đắn thì sẽ được tồn tại và sẽ được có sự bảo hộ của Chúa. Còn những làm sai chặt mà đưa những cái người này lên làm vua mà phân xử theo cái lối bất công thì đất nước cũng phải bị suy bại, mà người dân thì cũng không có ai được tôn trọng, bởi vì
trên cái sự công bình không có, chỉ là nâng đỡ những người, cái người mạnh, là dung đắp cho cái người giàu có mà không có thấy được cái sự nghèo khó, không thấy được những cái người mà hèn yếu mà để giúp đỡ cho họ, mà để nâng đỡ những cái người kia mà săn phân xử lại là hiếp đáp trong này thì coi như không có dân chúng nào mà ưa thích được, bởi vì làm cái việc gì nó cũng phải cho đúng đắn, cho ngang bằng. Cũng như mình nói cái căn già với cái căn non thì coi như Chúa không ghê tởm những cái căn mà công chính đúng đắn. Bởi vì cái việc làm của con người thì nên mình suy nghĩ cho đúng đắn, mình được lên làm một chức phận, một tòa án để phân xử thì cũng phải lấy cái tâm, lấy cái đạo đức, lấy cái lẽ thật mình để mình làm, thì dân chúng được ưa thích và ủng hộ. Còn mình làm những cái việc mà bất công, làm những cái việc không có đúng đắn mà làm sai chặt, nâng đỡ những cái kẻ là người giàu, còn hiếp đáp những người suy yếu và nghèo khổ, thì cái này cũng gì cũng một cái tội lỗi, mà cũng một cái giết chết con người. Bởi vì trong cái sự áp bức người ta không chịu nổi, trong khi cái căm giận căm tức thì nó sẽ sanh ra đủ điều. Đôi khi xét xử mà không công minh thì trong cái sự căm tức, bởi vì mình nghèo khó đủ khả năng để mình lo ló hoặc mình để mình bào chữa cho cái việc của mình, thì bị áp bức thì cũng khi tức giận sanh ra nhiều tội lỗi trong đó. Cái câu 15 này, gói giọt và sự quả trách ban cho sự khôn ngoan, còn đứa con không thích phóng túng làm nhục mẹ nó, thì mình thấy cái trong cái câu 15 này, bây giờ đánh đập con mình thì để cho nó sợ, để nó nghe theo những cái lời của cha mẹ, cô bác chị em gì dạy dỗ, thì dạy dỗ thì cũng thường hay lấy roi giọt cũng như đánh đập để cho nó biết sợ, nó biết nghe thôi, chứ không có đến nỗi mà mình nói để mà gây thương tích hay hoặc làm tổn hại đến đứa trẻ, mà mình cứ mạnh dạn để dùng roi giọt để hù dọa, để mình dạy dỗ, chứ không phải mà để mình ghét dơ hoặc mình làm cho nó tổn thương hoặc nó bị gây hại trên thân thể nó. Quở trách ban cho sự khôn ngoan, quở trách và gầy dạy thì để cho một đứa trẻ nó lớn lên nó nghe theo được theo sự chỉ dẫn của những người lớn, mà để tạo dựng nó ra, rồi là hướng dẫn dạy dỗ cho nó, đó là cho nó được cái sự khôn ngoan, được cái sự hiểu biết để cho cái tương lai của nó và trên cái đời sống nó. Còn đứa con làm nhục những cái đứa không có mà đủ cái lời lẽ mà để dạy dỗ, rồi có đôi khi nâng chiều hoặc bỏ qua, không có quan tâm đến nó, thì cái sự ăn học nó không có, rồi cái tâm trí của nó mà để học không có, mà học theo bạn theo bè, nó nghe theo cái lối của xã hội, thì nó có làm thất bại, làm phá sản gia đình. Còn không thôi thì nó, nếu không có thì nó ra nó ăn trộm, ăn cướp, nó làm đủ mọi mặt, thì những cái này thì làm sao mà cha mẹ nó được vui được.
làm sao mà cha mẹ nó không nhục nhã với xóm liền, không nhục nhã với cái xã hội được. Bởi vì mình có đứa con mà mình không có được dạy dỗ nó nghe theo mình, nó không học hỏi theo những cái sự khôn ngoan, không lo làm, lo ăn, lo có hành để có cái sự khôn ngoan mà lo đi ăn chơi rồi luôn tuồn ở ra ngoài xã hội với bạn với bè, mọi sự tệ nạn thì nó ôm đấy rồi nó không có phá hết của cải của gia đình đi nữa, thì nó cũng cướp trộm, nó cũng làm ở ngoài xã hội. Thì con người thì nó ảnh hưởng đến cái người cha người mẹ, thì nghe những cái tin hoặc nghe những cái đứa con như vậy đó, thì làm cha mẹ xấu hổ và nhục nhã, thiếu sự giáo dục và thiếu cái sự quan tâm đến con trẻ, nên nó sẽ đốn nó làm nhục nhã lên cha. Cái câu 14, 15 này thì tôi cũng học được theo cái hiểu biết, thì nó cũng có mấy cái nội dung như vậy. Thì tôi cũng để các anh chị em mình cũng suy ngẫm thêm. Xin mời tất cả anh chị em mình cũng suy ngẫm và học tiếp theo. Cảm tạ ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa và xin Chúa ban phước cho cô ơi, cho chú tư sự. Vì Chúa nói sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, xong rồi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Dạ, vì có nó có sai điều gì thì phải có gọi răng phạt nó, mà những điều sai chật, những điều mà nó làm thì cũng xa nó. Dạ, vì Chúa nhé, dạy chúng ta hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi nó. Dạ, vì chúng ta dạy con chúng ta, nếu mà sau này nó có già đi chăng nữa thì nó cũng không có sống theo đường sai chật. Cảm ơn Chúa, nhưng lời của Chúa thì sự học hôm ngày hôm nay cũng rất là ý nghĩa cho những ai mà đang chiều theo con cái họ đó. Thì giờ mình chiều, mình dạy cho con trẻ nó sống theo đường lối Chúa thì tốt hơn. Dạ, xin Chúa thực sự. Dạ, con mời cô chú anh chị em mình tiếp tục suy ngẫm. Dạ, con mời cô Bảy rõ. Xin học đoạn châm ngôn câu 29, câu 15 và câu 19. Vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, người dưỡng đời đời. Và chúng nói cũng như ngôi nào, vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, bởi vì ngôi vua nào hiền hậu, vua nào biết nắm giữ dân con dân ở trên đất này, vua nào hiền hậu mà hiền lành thì là cái thành đó được sự bình an, sự vui mừng, làm cái chuyện gì cũng được bình an thịnh vượng hết. Vua biết xét đoán người dân thì xét đoán kẻ nghèo khổ thì vua cho con cũng được sự mình nghèo khổ ở thì vua cũng nâng đỡ lên, vua có biết thương người thì vua nâng đỡ lên, cũng như Chúa vậy thôi, cũng như mình nghĩ cũng như hội thánh của mình đó, cũng như hội thánh Thiên Ái đó, thì
tán cho giúp đỡ cho những người quá bộ, những kẻ mồ côi, những người thiếu thốn, là cũng như mình thấy cũng như vua là cũng như cái hệ thống của mình nếu mình có làm cái như sao mà cũng như hội thánh, có nhiều hội thánh này hội thánh kia là cái hội thánh của mình, một suy lý ngoài bạc của mình là thấy của mình giúp đỡ cho tất cả con cái Chúa, người nghèo khổ hay gì bất cứ người ngoài cũng vậy, thì thấy vua nào theo sự chân thật mà xét muốn kẻo nghèo khổ thôi được tự dưỡng mình đời đời. Mình thấy cái này thấy rõ ràng, cũng như hội thánh của mình cảm ơn Chúa, cũng như sư thắng lập mang Chúa. Mình thấy rõ ràng là cũng như cách ly này mà tất cả anh chị em của mình cũng được sự bình an, cũng sự được sự vui mừng. Tối ngày mình vui mừng không, mình lên phòng nhóm mình cầu nguyện, mình tương giao mỗi ngày dù cách ly mà mình cũng được sự bình an. Mình thấy cũng như thấy rằng cũng như mà được sự công an thì cái cũng được bình an thịnh vượng hết. Mình thấy cũng như cái ý này cũng như vậy. Còn câu 19, phải dâng lời dặn lời sửa kẻ ngầm tôi, dầu gì dầu nó hiểu biết nó cũng không vâng lời. Đó cũng như giờ mình làm chủ hay là làm vua gì mà mình có cái lời nói mà sửa trị kẻ làm tôi, mình khôn, mình có lời nói, mình im dịu, mình nói nó cũng như nó có sai trật gì mình cũng sửa dạy cho nó lại. Nhưng mà mình làm chủ là những người làm tôi, cũng như mình thấy nó làm nhưng mà mình không có lời nói khôn ngoan, mình nói sửa trị cho nó lại. Dù nó cũng hiểu biết vậy, nó làm tôi, tuy nó làm tôi nhưng mà nó cũng hiểu biết. Nó hiểu biết là cái lời nói khôn ngoan hay lời nói sắc sược gì nó cũng hiểu biết hết, nhưng mà mình nó có sắc sược, mình có thể nói khôn ngoan, mình dạy nó lại, mình chỉ dạy nó lại thì nó hiểu thì nó làm theo. Nhưng mà mình dù mình làm chủ hay làm vua gì, mình có lời không nói không phải với nó thì nó cũng đâu có làm theo. Cũng như cái ý này là chẳng phải lời nói mà sửa trị kẻ làm tôi, vì dầu nó hiểu biết nó cũng không làm theo. Đó cũng như cái ý này là mình dù mình làm lớn hay mình làm vua hay là mình làm chủ trong nhà mình hay gì bất kỳ, cái này cũng lời nói ví dụ mà vậy, nhưng mà mình phải có lời nói mình dạy nó những nó sai chặt cái gì rồi mày nó sai chặt cái gì, cái điều đó mình phải có cái lời nói khôn ngoan dạy cho nó sửa đổi lại, nói nhỏ nhẹ cho nó nghe. Nhưng mà dù nó làm tôi nhưng mà mình phải nói nhỏ nhẹ cho nó nghe thì nó hiểu thì cũng sửa đổi lại. Nhưng mà mình làm vua đủ nó mà mình cái lời nói hiểu nhiều đó xin đáp. Dạ, cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước lại cho cô Bảy và kính sợ Đức Giê-hô-va, lại là phải là sự hôn ngoan còn cả ngu muội kinh bỉ. Dạ, dỗ của Chúa. Dạ, giờ này con cũng mời cô chú anh chị em mình cùng tiếp tục suy gẫm và học lời Chúa trong ngôn đoạn 29 này. Dạ, con cũng mời bên cô Nhanh tắt mic giùm con, khi nào cô học cô mở mic giùm con ạ. Dạ, khi mà cô chú học lời Chúa. Dạ, cô chỉ tắt màn hình thôi ạ. Còn cô tắt mic là cô nói chuyện thì người ta khác không nghe ạ. Dạ, vì cô nói chuyện riêng tư á, hoặc là làm điều gì ở bên đây người ta nghe hết ạ. Dạ, xin Chúa ban phước để cho cô Nhanh. Dạ, khi chúng ta học lời Chúa mình tôn trọng khi là lời Chúa. Dạ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, con mời cô chú mình tiếp tục cùng học trong ngôn là 29 này ạ. Dạ, con mời cô Lan ạ. Cảm Chúa, sáng nay xin học trong ngôn đoạn 29, học câu 1 và câu 22. Cứ vậy là người hay giận gây ra điều tranh cãi,
và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Cảm Chúa đời sống của tôi đó là kể là thấy mà giận lúc nào mà giận ai cái trong người nó mệt, người mỏi, rồi mình nghĩ ra bệnh tật mình đâu để thừa ai đâu. Mình nghĩ rằng chắc mình giận, mình buồn, mình không ăn thì mình sanh ra thiếu ăn, rồi thiếu uống, rồi người bệnh sanh ra bệnh tật. Người và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Thì hai câu này rất là cảm Chúa. Chúa dạy là mình nhờ cậy Chúa, là xin Chúa Ngài cũng là lột bỏ cái tôi của tôi. Cảm Chúa là cũng nhiều lần như là bé Mười đó. Bà hiểu tính tôi là rất là sát luôn á. Chị ba ơi, chị còn cái tôi đó. Chị ba ơi, chị còn cái tánh đó. Chị ba ơi, còn cái tôi đó. Cứ cảm xúc nặng, rất là cảm xúc. Trong đời sống của tôi rất là đậm luôn. Nhưng mà cảm Chúa thì giờ cũng xin Chúa cũng là bước ra khỏi đời sống cảm xúc của tôi, người cho nó bớt từng từ mà từ từ chứ. Mà bé Mười nói như nghe lọt hồi cũng có thấy rõ là trở lại hoài. Thì cảm Chúa là rất là sanh ra là yếu đuối, bệnh tật, buồn phiền, nhăn nheo tối ngày không vui. Thì cảm Chúa là rất là có lỗi với Chúa, rất là xấu xa. Cảm Chúa, nhờ Chúa giúp đỡ cho tôi là cũng như là bỏ cái tánh buồn giận đó, nhằn nhện lẩm bẩm đó, để cho tôi được cái bông trái, được bông trái thánh linh để mà bệnh tật của mình tránh khỏi. Cảm Chúa, xin Chúa cho tôi thay đổi lại cảm xúc tôi, là hai câu này Chúa dạy là tôi cũng dám cố gắng nằm lòng thay đổi để cho mình được có sức mới trong năm mới, không còn cảm xúc đó nữa. Cảm Chúa, nhờ kệ Chúa lột bỏ cái tư tưởng của tôi và không còn giận hờn nữa, để mà nhận được cái bông trái thánh linh của Chúa, để mình không còn mà yếu đuối bệnh tật nữa. Cảm Chúa, Chúa dạy hay một câu này rất là ngay của tâm trí của tôi. Xin chị em cũng là tiếp tục để mà góp ý thêm để cho tôi hiểu nhiều thêm, bởi vì cảm xúc của tôi là tôi biết rằng Chúa buồn lắm, nhưng mà mình gắng sửa đổi cho nó được thay đổi mới tốt hơn, càng ngày càng đi với đi Chúa là phải thay đổi, phải là áp dụng, học tới đâu áp dụng tới đó lời của Chúa. Cảm Chúa, amen, xin hết. Dạ, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin Chúa ban phước cho cô Lan. Vì Chúa nói lòng vui mừng vốn một phương thuốc hai người chí nào sàng làm cho xương cốt khô héo. Dạ, vì chuyện từ nay mình vui mừng lên nha. Amen, có héo. Rồi, amen. Không có héo nữa. Dạ, vậy con mời cô chú anh chị em mình tiếp tục cùng học trong ngôn đoạn 29 này ạ. Tôi xin mà học câu châm ngôn mà của 29 này. Dạ, con mời cô Kiều Anh. Mà xin học câu câu châm ngôn 29 câu 11. Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nguôi nấp nó lại và cần giữ nó lại. Cái câu này theo tôi nghĩ, là kẻ ngu muội thì người ta kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, có nghĩa người ta ngu muội, người ta có nghĩa người ta không được thông minh, người ta làm người ta nghĩ mình đó là tài giỏi, người ta nói cái câu nói của người ta mà người ta cứ nghĩ là cái câu nói của người ta là đúng, cái câu nói của người ta là đúng. Cho nên là cái câu nói của người ta càng ngày nó ví dụ như là nó nhỏ, nó cái câu chuyện đó nó không có đạt tới là 2% thôi, nhưng mà người ta cho nó là 3-4%, người ta cứ làm như ta đây là tài giỏi, ta đây là hay, ta đây là biết. Cho nên là cái câu chuyện nó càng nóng giận lên, là kẻ ngu muội thì tỏ ra là mình là hay, là tài, là giỏi. Nhưng mà người khôn ngoan thì mình đứng ở ngoài, mình phải là suy nghĩ, suy ngẫm thì với cái câu nói đó là người ta nói gì đúng hay sai, mình có nên chấp người ta hay không. Chứ không phải thấy người ta nóng giận mà mình
thấy người ta nóng giận ta nói đã không đúng rồi, mình còn ào ào, mình nói theo, mình cự theo người ta, làm cho cái câu chuyện nó bùng nổ ra. Nhưng mà là mình là người khôn ngoan, mình phải đứng ở ngoài, mình suy ngẫm, mình nghe, mau nghe chậm nói, Chúa dạy mình nè, mau nghe chậm nói, mình phải suy ngẫm. Mình cái câu nói mình nên chấp người ta hay không? Người ta đã ngu muội, người ta nói cái câu nói không đúng rồi, mình có nên chấp người ta hay không? Hay là mình lại tức thêm rồi mình nói thêm nên cho cái câu chuyện nó bự ra. Cho nên là người ta nói người khôn ngoan nguôi nấp nó và cần giữ nó lại. Là mình nghe, mình suy ngẫm thử coi mình có nên chấp cái người người ngu dại đó không? À, người ta ngu dại, người ta nói bậy nói bạ rồi, mà mình là người khôn mà mình lại còn là châm dầu vào lửa để cho cái câu chuyện nó to ra. Mình phải nghiên cứu, mình phải suy nghĩ, suy xét với cái câu nói đó mình cần nên nói hay không, hay là đúng chỗ nói hay không, hay là mình nhịn nó đi rồi để một lúc nào đó người ta nguôi cơn giận rồi mình sẽ phân tích cho người ta nghe. Đó là theo tôi là phải là suy nghĩ như vậy. Lúc người ta giận thì mình phải nên là người ta là lúc người ta giận thì mình phải nên kìm lại để chờ khi cơ hội nào là vui vẻ hoặc là như thế nào đó là mình phân tích, mình nói cho người ta nghe, chứ đừng thấy người ta đang giận, đang nóng giận mà mình lại là chỗ đổ dầu thêm nữa, hoặc là lâu lâu mình châm một câu, lâu lâu mình châm một câu để cho cái câu chuyện nó to ra, là cái đó là không đúng. Theo tôi là tôi nghĩ là như vậy. Dạ, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho cô Kiều Oanh. Dạ, vì Chúa dạy cho chúng ta, nếu người khôn ngoan tranh luận với cả ngu muội, dầu cười hay dù giận, dù người giận hay cười cũng chẳng ăn hòa được. Vì sự kiệt về trong câu 23, trong cũng trong con trong ngôn 29 này, sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Và những người đó, những người mà cô vừa nói là những người cô cảm ơn Chúa cho cô học bài học hôm nay, cũng cho con hiểu thêm đó là mình không nên kiêu ngạo. Và mình những người kiêu ngạo thì tự hại, sẽ làm hạ mình xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Vì chúng ta là con cái của Chúa dạy, mình hạ mình xuống thì Chúa nâng mình lên, còn nếu mà ai tự nâng lên thì Chúa bị Chúa hạ xuống. Dạ, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho cô Kiều Oanh. Dạ, con xin mời cô chú anh chị em mình tiếp tục cùng học trong ngôn đoạn 29 này ạ. Dạ anh Mai Xuất, con đi đâu mà không thấy màn hình mà thấy cái mở cái mic nha. Anh Mai Xuất học, anh Mai Xuất. Dạ, trong thời gian chờ đợi cô chú anh chị em học, dạ cô Tám học á, cô Tám mở mic nha cô Tám. Dạ, vì trong thời gian chờ đợi cô chú suy gẫm trong ngôn ngữ 29 này, con cũng xin học cùng với cô chú câu 1, 29 câu 1 này. Dạ, người nào bị quở trách thường lại cứng cổ mình sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa. Dạ, người nào bị quở trách thường mà lại cứng cổ mà không có nghe, không có nghe lời người ta khuyên dạy á, thì sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa, phải không ạ? Dạ, vì những điều mà
ta khuyên ta dạy mình cái điều đúng đắn mà không nghe thì sau này nếu mà bị bại hoại tình lình thì không phân cứu chữa à. Vì cũng trong trong ngôn đoạn 27 câu 5, một lời quả trách tỏ tường hơn là yêu thương dấu kín. Và khi mỗi khi ai điều sai cái điều gì đó thì mình cũng khuyên nom và cũng quả trách họ, mà còn hơn là yêu thương mà giấu kín. Vì giấu kín rồi cứ nói thôi kệ mình thương nó, mình nói ra cái nó buồn, nó giận, tội nghiệp nó. Thì nếu nói như vậy rồi mình giống như mình đồng ý họ làm sai cái điều đó, rồi sau này họ sai chật rồi họ cứ làm chắc mình làm vậy đó chắc không sao đâu, không ai la gậy mình đâu, chắc như vậy đó, nhưng là họ họ cứ tiếp tục làm tiếp tục thì cái điều đó cũng không hay. Thì thà mình gỡ trách họ hay mình khiêm nom họ còn hơn là yêu thương dấu kín à. Nếu mà yêu thương dấu kín giống thân khác nào mình hại họ nha. Thì cảm ơn Chúa vì Chúa dạy cho chúng ta cũng như cho trong ngôn 28 cũng có dạy là 28:14 câu 14, người nào hằng kính sợ luôn luôn ấy làm có phước thay, còn ai cứng lòng mình sẽ xa vào tai nạn à. Đó, cái lời hai câu này quá quá rất là giống giống như nhau. Người nào hằng kính sợ luôn luôn làm có phước thay, con thì con nghĩ là kính sợ Chúa hay hoặc là cái lời người ta dạy mình tốt đẹp đó, thì mình kính sợ thì mình thật là có phước thay, con cảm ơn Chúa. Còn ai mà cứng lòng mình sẽ xa vào tai nạn à. Cũng như chơi trong trong ngôn đoạn 29 câu 1 có nói đó, thì sẽ là người nào bị quả trách thường lại cứng cổ mình rồi không có nghe thì sẽ bị bại hoại thình lình không phương cứu chữa à. Thì cho nên là cảm ơn Chúa thì Chúa cũng có dạy thêm trong trong ngôn đoạn 28 câu 23, ai quả trách người nào vì sau sẽ được ơn hơn là kẻ lấy lưỡi mà vua nịnh. Thì cảm ơn Chúa khi như con hay bất cứ con làm điều gì sai chật, nếu cô chú quả trách con rất là cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn cô chú. Thì con thấy cái điều đó con sai chật đang con biết con sửa, con sống theo đường lối Chúa tốt đẹp hơn. Và cảm ơn Chúa vì Chúa cũng có dùng một người phụ nữ, con lâu nay con rất là tôn trọng người, con rất là thương, rất là yêu mến người, nghĩ người như là một người mẹ hiền của con, như một người cô giáo hiền của con mà con không nói tên. Người đó dạy con là đặc biệt là dạy trong lời Kinh Thánh hoặc là lời Chúa đó, là với từ nét chữ mà con nói viết sai chính tả, hay là dạy con nói chung cách sống theo cho với đời mình. Thì con cảm ơn Chúa, con xin Chúa ban phước rồi cho có người đó, con không nói tên, mà ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, vì lòng con rất là kính trọng người đó, rất là yêu quý người đó, người phụ nữ mà con lâu nay con thương nhớ trong lòng con, dạy con những lời hay lẽ phải, những lời cách sống trong theo đường lối Chúa cho đúng đắn. Vì con tin rằng con lấy lời Kinh Thánh này, con tin là nhân danh Đức Chúa Giêsu, con công bố cái người dạy con lời Chúa lâu nay, người đó sẽ được ơn rất là nhiều. Vì Chúa nói là ai quả trách người nào về sau sẽ được ơn, thì lời Chúa nói đâu có sai. Thì con tin là người đó rất là được ơn, còn hơn là kẻ lấy lưỡi mà vua nịnh. Người đó sai chật, con cũng cậy ơn Chúa giúp đỡ và ban cho con có sự khôn ngoan. Con khuyên cái người khác có điều gì được tốt thì khuyên, chứ con không có nịnh nọt họ. Và cảm ơn Chúa. Và con xin Chúa ban phước cho cô chú anh chị em. Và con mà cô chú anh chị em mình cùng học trong trong ngôn đoạn 29 này tiếp tục ạ. Dạ. Dạ mời anh xuống ạ. Cảm ơn Chúa, tôi cũng học chung với tất cả ông bà anh chị em cô chú ở đây. Tôi học câu đoạn 29 câu số 20. Tôi xin phép được đọc lời Chúa. Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có hy vọng hơn thắng.
Thầy, cái câu này thầy Chúa nhắn cho mình gọi là Chúa dạy dỗ mình. Chúa nói là con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Hấp tấp á, là nó nói nhiều quá. Cái sự hấp tấp á, là nói nhiều. À, mình không chịu nghe ai nói chứ. Chỉ mình muốn nói cho người ta nghe thôi. Giống như mình nghĩ là mình khôn ngoan vậy. À, thì khi cái mình không để lắng nghe cho người ta nói, để cho mình nhận biết người ta nói cái gì, nhưng mà người ta mở miệng ra là không được, tại vì mình nói hết trơn rồi. À, thì con người của chúng ta đó hay có bệnh nói nhiều, hay có bệnh nói nhiều, con người của mình hay có bệnh nói nhiều. À, người 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 tin Chúa là gọi là người nhu mì, ông bà anh chị em. Người nhu mì thì không bao giờ nói nhiều đâu. Người nhu mì là người biết chịu lắng nghe và ít nói. À, thì người nhu mì chịu lắng nghe và ít nói. Chúng ta hay có bệnh nói nhiều, không chịu ai nghe mình nói, không chịu nghe người khác để nói cho mình. À, loài người thì có hay có bệnh, có hay có hay bị cám dỗ thì nói nhiều, nhưng mà trong đây chỉ có ba cái nỗi lời, ba cái sự lắng nghe và nghe người ta nói. Ở đây nói là con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có hy vọng hơn hắn. Tại sao mà ngu muội mà có hy vọng hơn người người không quen? Tại vì cái người ngu muội, cái người không có biết gì, người ta chịu lắng nghe, người ta chịu ngồi đó nghe. Nghe để làm gì? Nghe để hiểu được anh em mình nói cái gì, nghe để hiểu được người khác nói cái gì, nghe để cho Chúa, lời Chúa được thấm đồng vào lòng. Còn những người mà không chịu lắng nghe đó, thì đó là, đó là cái đó là kiêu ngạo, giống như không chịu lắng nghe, giống như là mình nghĩ là mình khôn ngoan. Thì đây nó là trong đây có ba loại nghe. Nghe mình lắng nghe, phải lắng nghe, lắng nghe để thông cảm anh em của mình, để lắng nghe để thông cảm anh em của mình, để thông cảm lại đi làm gì, thông cảm anh em của mình để cho anh em của mình nói cái gì, để cho mình hiểu được và mình để thông cảm cho anh em của mình. Rồi anh em giống như hai người giận nhau mà tự nhiên cái giận người không muốn nghe người ta nói, người ta mở miệng ra thì không nghe nói, thì đâu có hiểu được người ta nói cái gì, để cho mình biết mà mình thông cảm, mình tha thứ cho nhau. À, mình một người cơ đốc nhân với một người cơ đốc nhân phải biết chịu hạ mình khiêm nhường, lắng nghe qua lắng nghe lại, thì mỗi ngày thì có cái sự hàn gắn và có cái sự xây dựng. Thì phải lắng nghe anh em mình để nói gì, lắng nghe giúp chúng ta hiểu rõ anh em của mình, và lắng nghe để được Chúa gần hơn. Lắng nghe được gì để Chúa được gần hơn thì lắng nghe là sao? Lắng nghe những cái người khác dạy dỗ mình, lắng nghe những mục sư giảng dạy, rồi để Chúa, lời Chúa được thấm vào dòng lòng của ông bà anh em và tôi, thì mỗi ngày đời sống tâm linh mình sẽ được tăng trưởng. Còn những cái người không lắng nghe mà nói nhiều đó, đó thì những cái người đó gọi là người nhu nhược, ông bà. Người nói nhiều cứ gọi là người nhu nhược. Có mây có gió mà không có mưa, hả? Chỉ có gió bề ngoài mà thôi. Giống như là có mây có gió mà không mưa, sấm sét mà không mưa, sấm mà hì sấm sét hì nhưng mà không có mưa. Tại vì họ chỉ che đậy bề ngoài thôi. Thực chất là họ không có nghe được cái lời Chúa, mà không nghe được những người khác dạy dỗ mình, rồi nói mà không làm theo, thì cái đó là không có lắng nghe, thì không bao giờ có lời Chúa ở trong giờ lòng của ông bà anh chị em và tôi, thì mình thoát ra những lời không tốt đẹp.
thì Chúa là Chúa nói là lòng đầy dẫy miệng mới nói ra. À. Kẻ ngu dại không ưa thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn bày tỏ ý kiến mình. Ở trong ngôn đoạn 18 câu số 2 đó ông bà anh chị em. Kẻ ngu dại không ưa thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn bày tỏ ý kiến mình. Mỗi ngày cái ý tôi vậy đó. À, ý tôi như vậy đó, nghĩ mình là khôn ngoan. Nhưng không chịu nghe ai chứ. Nghe một bên á chỉ thấy vài khía cạnh, nghe đôi bên á biết rõ đúng sai. Phải không? Nghe một bên á thì thấy vài khía cạnh thôi, nghe đôi bên mới biết rõ đúng sai. Còn ở trong trong ngôn nói gì? Bên kiên cáo cứ cho mình là đúng, nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai. Trong ngôn đoạn 18 câu 17. Thì hai bên thì một bên thì nói thì không bao giờ đúng, nhưng mà bên kiên cáo cho mình là đúng. Nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai. Ra tòa mới biết rõ đúng sai, hai bên đối chất thì mới biết. Nghe một bên mình phải lắng nghe. Người nhu mì á, thì người nhu mì phải biết lắng nghe. Còn người không chịu lắng nghe đó gọi bằng người nhu nhược. Đây nói về con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có hy vọng hơn hắn. Kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Hấp tấp đó, hấp tấp lời nói của mình. Giống như người ta chưa mở miệng ra mình nói rồi. Thì cái đó là không có được, không có sự trông cậy, không có sự để lắng nghe, để hạ mình xuống giường, để lắng nghe để người khác nói cái gì để mình nhận biết được. Họ nói để mình nhận biết, để mình để cho họ muốn nói cái gì, hay là họ muốn tìm hiểu và họ nói gì để cho mình nhận biết, để mình giúp đỡ họ, để mình giúp đỡ và những cái lời tiếng nói họ, những cái sai chật, những cái nọ như mình để nghe được thì mình để được tha thứ cho họ và để cùng nhau yêu nhau, yêu thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Có ít thì giúp ích, có nhiều thì giúp nhiều, nhưng mà không có thì giúp lời cầu nguyện cho họ. Còn mình không chịu lắng nghe thì thấy gì mình biết họ cần cái gì, thiếu gì mà mình giúp. Và anh chị lắng nghe để hiểu được anh em của mình, lắng nghe để thông cảm anh em của mình. Thì nếu mà mình không chịu lắng nghe mà mình nói nhiều thì kêu bằng đó là người nhu nhược. Thì tôi học cái câu kinh thánh này, mình phải chịu lắng nghe và khiêm nhường và hạ mình và từ bỏ những cái tánh trước đây á, là giống như ý tôi như vậy. Ý tôi là như vậy, ý tôi là như vậy. Hồi trước đây tôi cũng là một người ở ngoài thế gian ấy, tôi rất là khôn ngoan ông bạn chị. Tôi rất là khôn. Tôi là một hầu xây dựng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà tôi biết lòn lắc, tôi sống rất là khôn ngoan. Tôi nói trên ở trên tôi muốn nói ở trên thế gian này không ai khôn mà tôi. Tôi nói thẳng, tôi làm hầu xây dựng nhưng mà tôi làm rất là khôn ngoan. Tôi làm một cái nhà 3-4 tháng rồi, người ta làm cái nhà 2-3 năm người ta mới gọi ông bà anh chị. Nhưng mà đầu óc tôi tính rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng Chúa đâu cho mình đi tới con đường đó. Rồi lôi cuốn tôi đến đến chỗ tới tâm thật. Rồi cuối cùng tôi không chịu dâng lời, tôi không chịu nghe lời cha mẹ của tôi khuyên. Rồi cuối cùng tôi đi đến nước mà bị cám dỗ rồi bị tâm thật. Đó là cái sự kiêu ngạo của đời. Thì đây tôi học bài học này, tôi học chung với ông bà anh chị em. Đó, phải chịu lắng nghe, phải hạ mình khiêm nhường, không nên kiêu ngạo, không nên ý tôi như vậy nữa. Hãy từ bỏ, hãy lỗi bỏ những cái khả năng của mình trước đây á, mình nói là giống như là trước đây là những cái gì cũng mình chỉ khôn ngoan. Lời con Chúa nói là khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lìa khỏi điều ác. Lìa khỏi điều ác không phải giết người mà điều ác đâu. Phải làm theo lời Chúa, phải lắng nghe lời Chúa,
hãy lắng nghe mà anh em của mình mà lắng nghe tiếng Chúa để Chúa được gần hơn ông bà. Cảm ơn Chúa vì đây là sự dạy dỗ của Chúa cho tôi và cho tất cả ông bà anh chị em, đó là phải chịu lắng nghe, mình khiêm nhường để biết anh em của mình nói gì để cho mình thông cảm, rồi để lắng nghe để cho Chúa được gần hơn ông bà anh chị em. Xin Chúa ban phước cho tất cả ông bà anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa dùng anh suốt học bài học sáng hôm nay trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 20 này rất là có ý nghĩa, là rất là tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Trong Châm Ngôn 17 câu 27 28 cũng có dạy cho chúng ta cũng giống như câu 20 anh suốt vừa học. Người nào khuyên lời nói mình có tri thức, còn người có tánh ôn hàng là một người thông sáng. Khi nín lặng dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan. Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. Cảm ơn Chúa. Vì buổi sáng ngày hôm nay Chúa dạy cho chúng ta học những câu thật là khôn ngoan, thật là dạy cho chúng ta cách sống khi lời nói hay việc làm cũng đều là có sự khôn ngoan của từ Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa và xin Chúa ban phước cho anh suốt rất là nhiều, và cô chú anh chị em mình cũng có được sự khôn ngoan. Mình không cũng không nên nói nhiều, mà nếu mà mình có nói ra thì nói ra những điều hay lẽ phải như khích lệ cho anh chị em cô bác của chúng ta, hoặc là mình nói những lời an hòa khích lệ cho mọi người cho thuận quả nhau, chứ đừng châm lửa dầu mà cho nó cháy thêm. Nhầm người, không có châm lửa dầu nha, châm bằng xăng nó cháy cho nó lẹ nữa. Con cái đó con có thấy rồi á. Nhưng mình có Chúa thì mình giải hòa cho họ, hay hoặc là điều thấy họ mà làm gì mà nóng quá thì mình cũng khuyên được thì khuyên, còn khuyên không được mình lặng. Cảm ơn Chúa vì Chúa dùng anh suốt cũng dạy cho con hiểu biết có sự khôn ngoan hơn trong Châm Ngôn này. Dầu khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan. Cảm ơn Chúa vì điều này con cho con học được. Khi thấy ai cái gì quá thì nếu mình nói mà không vô thì nín lặng, thì cảm ơn Chúa tốt hơn. Cô chú có học thêm thì xin mở mic ra ạ. Cô quên rồi ta. Bên văn on á, cô có học thì cô mở mic ra. Cô nhanh có học thì mở mic ra nha cô. Nếu có học thì mở mic ra, còn nếu mà không ai học nữa thì con mời mà anh suốt mà cầu nguyện kết thúc bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho cô chú anh chị. Anh cầu nguyện gì? Em mời anh cầu nguyện ạ. Xin hỏi thánh thầy bí từ trong sự cầu nguyện. Cái lạy Chúa là Đức Chúa Trời của mỗi một anh em chúng con. Ngài là đứng dựng nên trời đất hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Cảm ơn Chúa vì một buổi tối được phước hạnh, Ngài cũng ở cùng với anh em chúng con. Ngài bảo vệ, gìn giữ anh em chúng con trong giấc ngủ bình an. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay Ngài cũng đánh thức anh em chúng con dậy. Ngài gom bó tất cả ông bà anh chị em chúng con nhóm nhau lại trên đường dây online này. Cảm ơn Chúa Ngài, anh em chúng con tìm kiếm Ngài, anh em chúng con tìm kiếm Chúa hết lòng. Ngài ban ơn ban phước lại cho tất cả ông bà chị em chúng con, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, đầy ơn của Chúa và đầy sự sức dầu mới của Ngài. Xin Ngài ở cùng và đồng hành với anh em chúng con trong một ngày mới nữa. Xin Ngài bảo vệ, gìn giữ con dân của Ngài, gìn giữ tất cả ông bà chị em chúng con trong ngày hôm nay trong sự bình an, khi ra khi vào, khi anh em chúng con đi đến đâu, khi anh em chúng con đi khi về. Xin quyết quý báu của Ngài cũng bao phủ che chở anh em chúng con trong sự bình an. Xin Ngài gìn giữ tất cả ông bà anh chị em chúng con, giấu tất cả ông bà anh chị em chúng con trong ngày hôm nay trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay anh em chúng con cũng có học lời của Ngài, là Châm Ngôn của Sa-lô-môn thật là khôn ngoan. Ngài
lời của Salomon và lời của Chúa dạy cho tất cả ông bà anh em chúng con. Cảm ơn Chúa vì mấy tháng qua anh em chúng con, ông bà anh em chúng con tụ học ở trong ngôn buổi sáng, và anh em chúng con gọi thân nguyện mà cầu nguyện, và anh em chúng con học lời của Ngài. Thì mỗi ngày đời sống tâm linh của ông bà anh em chúng con cũng thấy được là tăng trưởng và được lớn lên. Mọi người cùng nhau lớn lên và để cùng nhau xây dựng vương quốc của Ngài. Xin Ngài ban ơn ban phước cho tất cả anh em chúng con sự khôn ngoan thần thông sáng để anh em chúng con tìm kiếm của Ngài, lời của Ngài nhiều hơn nữa, và để anh em chúng con chia sẻ cho tất cả những người khác, và để giúp đỡ cho những người chưa biết đến danh của Ngài, để lôi những linh hồn họ về với vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là lời của Ngài. Mỗi ngày lời của Ngài chỉnh sửa để sống anh em chúng con, thay đổi, biến đổi ông bà anh chị em chúng con từ bên trong để lẫn từ ở bên ngoài mà lẫn bên trong, để chỗ ra bên ngoài, để qua đời sống của tất cả ông bà anh chị em chúng con thì nhiều người ở tỉnh Cà Mau này được cứu. Xin Ngài sử dụng tất cả ông bà anh chị em chúng con có mặt ở trên đường Liên Lai này, sử dụng một cách lớn lao hơn nữa, một cách siêng nhiên hơn nữa, một cách trở nên công cụ trong tay sắc bén của Ngài, để anh em chúng con hiểu được lời của Ngài, mà để anh em chúng con thấm dòng vào lòng của anh em chúng con, để đời sống tâm linh của anh em chúng con mỗi ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa cho anh em chúng con biết khiêm nhường hạ mình, để cho anh em chúng con có tánh nhu mì, có tánh ít nghe, mau nghe, chậm nói, chậm giận, để cho anh em chúng con được khôn ngoan từ nơi Ngài. Bởi Chúa Giêsu từ ở trên cao Ngài đã xuống thế gian này, Ngài đã hạ mình khiêm nhường, thậm chí chết trên cây thập tự giá để chuộc tội cho tất cả ông bà anh chị em chúng con, tội chuộc tội cho nhân loại này. Thì tin rằng Ngài là một tấm gương, là Ngài là cội rễ của đức tin của anh em chúng con, thì anh em chúng con phải hạ mình khiêm nhường, và anh em chúng con phải có đức tin, có tánh nhu mì giống như Chúa Giêsu. Mỗi ngày đời sống tâm linh của anh em chúng con được tăng trưởng, và anh em chúng con được lớn lên ở trong nhà của Ngài, để anh em chúng con cùng nhau xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời càng rộng lớn hơn nữa. Con cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Xin Ngài ban ơn ban phước lại cho cô Mộng Cầm hướng dẫn chương trình, ban ơn cho cô mỗi ngày đầy ơn của Chúa và đầy sự sử dụng mới của Ngài ở trên đời sống của cô. Mỗi ngày xin cho cô được thiếu không quen thân thông sáng từ nơi Ngài, để cô hiểu được lời của Ngài để áp dụng, và để sau này mỗi ngày càng lớn lên, mỗi ngày được tâm linh được tăng trưởng, thì qua đời sống của cô thì nhiều người được cứu. Con cảm ơn Chúa, xin Ngài ban ơn ban phước lại cho gia đình của cô. Ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Con cảm ơn Ngài. Mọi chương trình tốt đẹp, mọi kế hoạch trong ngày hôm nay, con dâng tất cả trong tay Ngài. Xin Ngài để chị mà gìn giữ và bảo vệ anh em chúng con một ngày mới nữa. Xin Ngài đồng hành với anh em chúng con. Ngài ban ơn ban phước ban bình an cho tất cả ông bà chị chúng con một ngày mới này. Cảm ơn Chúa, con nói rằng yêu Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Yeah, amen, amen. Con xin đón nhận lời chúc phước bên xuống và cảm ơn Chúa, và chúng ta còn nguyện chung ạ. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con thức ăn hôm nay đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Xin cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ. Ngày mới xin Chúa ban phước sức mới cho cô chú anh chị em của con ạ. Dạ. Xin Chúa ở cùng cô chú anh chị em, gìn giữ anh chị em trong cánh tay toàn năng của Chúa, như trong Thi Thiên 91 và 23. Xin Chúa ban phước cho con năm thó, con như anh. Cảm ơn Chúa. Bên nào có đi đâu không chú? Chào cô chú. Anh chưa mở mít. Dạ, trên năm thỏ. Cô Bảy hỏi anh xuống chưa mở mít.